Dạ, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shoptool. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã chọn phút để theo dõi chương trình. Trong video này sẽ giới thiệu một sản phẩm đang được bán tại thị trường Mỹ mang thương hiệu Milwaukee. Và đó chính là cái bộ máy bào sử dụng pin 18V của Milwaukee. Một cái hộp nó chỉ có là cái body mà thôi. Đây là cái hộp chứa cái máy bào. Mã số của nó là 2623-20 Milwaukee M18. Thì trong cái hộp đó chúng ta sẽ có một cái máy bào, cái body thôi nha. Rồi một cái cử hoàn toàn không có pin. Rồi một cái máy bào, cái cử, một cuốn sách hướng dẫn. Trong cuốn sách này rất là hay, anh chị có thể mở ra mấy cái trang đầu mình xem, nhất là trang 4 và trang 5. Đây nó hướng dẫn mình cách sử dụng cái máy bào. Đây là cái bào thẳng nè. Cái cử này để dùng chúng ta bào theo cái cỡ chính xác của nó. Và đây là cái cỡ có thể ứng dụng như cái việc bào cái góc 45 độ luôn. Để cái mặt vô đây rồi áp cái cử vô. Và chúng ta sẽ bào vuốt được cái góc 45 độ. Rất là tuyệt vời. Rồi cái điểm đặc biệt của cái máy bào này là một nó sử dụng pin. Hai là nó có hai cái đường ra thoát phôi. Nó gạt bên đây, nó qua thoát phôi bên đây, gạt bên đây được thì thoát phôi bên đây. Tiếp theo là nó có một cái chốt an toàn trong cái quá trình sử dụng, thì chỉ khi nào chúng ta đè xuống chúng ta mới bóp cò được, còn không bình thường thì bóp nó sẽ không được, mà cố gắng nó sẽ gãy mà nó hư sản phẩm. Rất an toàn cho khi chúng ta sử dụng tại gia đình mà có nhiều trẻ nhỏ. Rồi lắp pin ở đây. Rồi cái điều đặc biệt của cái an toàn không khi sử dụng cái máy bào này là nó có chế độ thắng. Tức là khi nhả cò ra nó sẽ thắng lại ngay. Chúng ta sẽ cùng nhau thử nhé. Đây là cục pin 18V. Pin đầy. Rồi đè xuống nè, bóp cò. Thắng lại ngay. Rất là an toàn anh chị thấy không? Rồi một cái máy bào 18V của Milwaukee. Mã 2623-20. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem cái thông số kỹ thuật của nó. Nó sử dụng pin 18V. Tốc độ xoay không tải của máy bào là 14.000 vòng trong 1 phút. Và cái máy này nó đầy đủ đủ điều kiện để tiêu thụ tại thị trường Mỹ CUL US. Và giá bán thì sao, mình đang bán với mức giá là 6.700.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây, 6.700.000 chưa gồm phí vận chuyển. Ở đây nó có cái cỡ để mình chỉnh cái độ ăn nông hay sâu của cái lưỡi bào. Ở đây là cái vạch thông độ nè, nó sẽ gạt qua. Đó là độ ăn nông sâu. Rồi, khi mà chúng ta bào đẩy từ dưới để lên thì cái chốt này nó sẽ tự động bằng xuống, bằng mặt. Rồi khi mà bào xong rồi anh chị vô tình để xuống thì nó sẽ không hư lưỡi. Đặc biệt nó thắng rồi nó sẽ không có hoạt động lưỡi nữa, nhưng mà nếu mình không có cái chốt này để xuống nó sẽ bị mẻ lưỡi, và mẻ lưỡi thì bào rất là xấu. Đó chính là cái thiết kế nó suy nghĩ rất là chi tiết của hãng Milwaukee. Rồi chương trình video quảng cáo về một cái máy bào sử dụng pin 18V của Milwaukee đang được bán mức giá là 6.700.000 đến đây tạm thời kết thúc. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc app Zalo số 0129 39 78 258 hoặc có địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.